kỳ án về Viên Lâm Mai, kế hoạch đưa nữ nhân viên vào khách sạn của gã sếp dục vọng. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, Viên Lâm Mai là giám đốc bán hàng của một công ty nổi tiếng cùng với tổng giám đốc của mình tên là Trang Hướng Khải đã đến một thành phố lớn để đàm phán một hợp đồng quan trọng. Đối với Mai, đây là một cơ hội hiếm có để chứng tỏ năng lực và sự cống hiến của mình. Việc được chọn làm đại diện cùng tổng giám đốc Khải không chỉ là một vinh dự mà còn là thử thách lớn mà cô quyết tâm phải vượt qua. Thành phố nơi họ đến là một trung tâm kinh tế sầm uất, nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và nhịp sống bận rộn. Khí hậu nơi đây khác biệt hẳn với sự ôn hòa nơi mà Mai đang sống. Nhưng cô không để ý đến điều đó vì cô đã ở đây nhiều lần. Mai đã dành trọn vẹn tâm trí để chuẩn bị cho buổi đàm phán quan trọng sắp tới. Họ đã thuê hai phòng cạnh nhau tại một khách sạn sang trọng nằm ngay ở trung tâm thành phố. Khách sạn này nổi tiếng với dịch vụ hoàn hảo và tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh thành phố. Phòng của Mai có một ban công nhỏ với bàn ghế để cô có thể thư giãn và nhìn ngắm thành phố về đêm. Khi bước vào phòng, cô không thể không cảm thấy một chút hào hứng và hồi hộp. Đây không chỉ là một chuyến công tác bình thường, mà còn là cơ hội để cô khẳng định bản thân. Vào cuối chiều, Mai đã dành thời gian để chuẩn bị tài liệu và xem lại những điểm quan trọng cần nhấn mạnh trong cuộc đàm phán. Cô đã đọc lại từng trang báo cáo, ghi chú cẩn thận và tạo ra một kế hoạch chi tiết. Cô muốn chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào và có thể trả lời mọi câu hỏi từ đối tác. Vào khoảng 21 giờ tối, Mai và Khải đã hẹn gặp khách hàng tại một nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng này nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng với không gian sang trọng và cảnh quan tuyệt đẹp nhìn ra toàn thành phố. Khi bước vào nhà hàng, Mai cảm nhận được không khí chuyên nghiệp và đầy sức sống. Ánh đèn lung linh, âm nhạc nhẹ nhàng và những món ăn ngon làm cho không gian trở nên thật hoàn hảo cho một buổi đàm phán quan trọng. Cuộc đàm phán đã bắt đầu diễn ra suôn sẻ. Khải, với phong thái tự tin và kinh nghiệm dày dặn, đã dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách khéo léo. Mai cũng không hề kém cạnh, cô đã bổ sung những điểm quan trọng và giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng một cách rõ ràng và chi tiết. Các đối tác tỏ ra rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và kiến thức sâu rộng của Mai. Tuy nhiên, áp lực của buổi đàm phán kéo dài cùng với việc phải uống rượu xã giao đã bắt đầu ảnh hưởng đến Mai. Cô không chịu nổi cường độ uống rượu của các đối tác và nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Dù cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng vào khoảng 22 giờ thì Mai đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo bằng cách uống thêm nước và hít thở sâu, nhưng cuối cùng cô không thể chống lại cảm giác mệt mỏi và đã ngủ gục trên bàn. Khải nhận thấy tình trạng của Mai, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đàm phán một cách chuyên nghiệp. Anh giải thích cho đối tác rằng Mai đã làm việc rất chăm chỉ và đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Đối tác thông cảm và không để ý nhiều đến việc này. Vào khoảng 23 giờ, cuộc đàm phán mới kết thúc. Khải bắt đầu tiễn khách hàng ra về và quay lại nhà hàng để kiểm tra tình trạng của Mai. Mai lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Khải bế cô ra khỏi nhà hàng và bắt một chiếc taxi để đưa cô trở về khách sạn. Khi Khải bế Mai về khách sạn, thì một nhân viên lễ tân tên là Tiểu Lý, người đã làm việc ở đây hơn 3 năm, và ngay lập tức nhận ra Mai. Mai thường xuyên ở khách sạn này khi đi công tác và Tiểu Lý luôn có ấn tượng tốt về cô. Mai luôn tươi cười, lịch sự và tỏ ra rất chuyên nghiệp trong công việc. Việc nhìn thấy cô bất tỉnh trong tay của Khải khiến cho Tiểu Lý cảm thấy lo lắng. Chị Mai sao rồi? Có cần em giúp gì không? Tiểu Lý nhanh chóng hỏi Khải khi anh bước vào sảnh. Khải lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không cần đâu, cảm ơn em. Cô ấy chỉ uống hơi nhiều thôi, anh sẽ đưa cô ấy lên phòng. Dù Khải nói vậy, Tiểu Lý vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cô đề nghị rằng, hay để em gọi nhân viên bảo vệ giúp anh đưa chị Mai lên phòng. Trông chị ấy có vẻ mệt lắm. Khải cười nhẹ và từ chối lần nữa. Không cần đâu, thật đấy, anh có thể tự lo được mà. Tiểu Lý nhìn theo Khải khi anh bế Mai về phía thang máy. Trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô quyết định gọi điện cho nhân viên bảo vệ ở tầng trên, dặn họ chú ý theo dõi Khải và Mai khi họ lên đến nơi.
cô không muốn bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Khi thang máy dừng ở tầng của Mai và Khải, nhân viên bảo vệ tầng trên đã sẵn sàng đón họ. Nhưng Khải nhanh chóng bước ra và đi thẳng về phía phòng mình mà không dừng lại. Nhân viên bảo vệ cố gắng theo dõi từ xa nhưng không muốn gây chú ý quá mức. Khi thấy Khải bế Mai vào phòng mình thay vì phòng cô, thì nhân viên bảo vệ đã báo ngay cho Tiểu Lý. Tiểu Lý cảm thấy lo lắng tăng lên. Cô biết Mai là người rất cẩn trọng và luôn giữ gìn hình ảnh của mình. Việc Mai bị say đến mức không tự đi được và Khải đưa cô về phòng mình là điều rất bất thường. Vì thế mà cô đã quyết định hành động ngay lập tức. Em sẽ nhắn nhân viên bảo vệ gõ cửa phòng anh Khải để giúp đưa chị Mai về phòng mình. Tiểu Lý nghĩ thầm và thực hiện ngay lập tức. Nhưng dù nhân viên bảo vệ gõ cửa nhiều lần thì Khải vẫn không phản hồi. Tiểu Lý cảm thấy bất an càng lúc càng lớn. Cô tiếp tục gọi đến số điện thoại phòng Khải, hy vọng có thể thuyết phục anh mở cửa. Khi Khải trả lời thì giọng anh lạnh lùng và cộc lốc. Không cần Lý à? Anh đã nói không cần mà. Cảm giác không yên tâm càng rõ rệt hơn. Tiểu Lý biết rằng bản thân không thể làm gì nhiều hơn lúc này, nhưng cô vẫn quyết định yêu cầu nhân viên bảo vệ chú ý nhiều hơn đến căn phòng của Khải khi họ đi tuần tra. Đêm đó, Tiểu Lý không thể yên tâm làm việc. Mỗi lần nhìn vào màn hình camera giám sát, cô đều chú ý đặc biệt đến phòng của Khải. Cô thấy lo lắng không chỉ cho Mai mà còn cho danh tiếng của khách sạn. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì không chỉ Mai bị ảnh hưởng mà cả khách sạn cũng sẽ bị liên lụy. Vào khoảng nửa đêm, khi đang xem xét lại các đoạn video giám sát, thì Tiểu Lý đã nhận thấy một điều kỳ lạ. Trên màn hình, một vị khách ở phòng bên cạnh của phòng Khải đã đột ngột mở cửa và bước ra hành lang. Người đàn ông này tên là Cao, là một khách hàng thường trú của khách sạn và đã quen biết Tiểu Lý từ lâu. Anh ta đứng trước cửa phòng của Khải, nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại di động ra. Tiểu Lý không rõ Cao đang làm gì, nhưng ghi nhớ sự việc này để báo cáo lại cho quản lý nếu cần thiết. Tiểu Lý cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm trong đêm đó. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ và theo dõi màn hình giám sát, mong rằng Mai sẽ ổn và không có điều gì tồi tệ xảy ra. Cô nhớ lại những lần Mai đến khách sạn, luôn vui vẻ và thân thiện. Ý nghĩ Mai có thể gặp nguy hiểm khiến cho cô không thể ngồi yên. Vào khoảng 3 giờ sáng, Tiểu Lý quyết định đi kiểm tra hành lang tầng trên thêm một lần nữa. Cô gặp nhân viên bảo vệ và cùng nhau đi dọc hành lang, lắng nghe bất kỳ âm thanh nào từ phòng Khải. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, không có dấu hiệu bất thường. Tuy vậy, Tiểu Lý vẫn cảm thấy lo lắng không nguôi. Sau khi hoàn thành vòng kiểm tra, Tiểu Lý trở lại quầy lễ tân. Cô ngồi xuống, nhìn vào màn hình giám sát và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô tự nhủ rằng sáng mai sẽ tìm cách nói chuyện với Mai để chắc chắn rằng cô ấy ổn. Trong lòng Tiểu Lý, một cảm giác lo lắng và bất an vẫn không thể dập tắt. Đến khoảng 4 giờ sáng, Mai bất ngờ mở mắt, cảm thấy đau nhức khắp người và đầu óc quay cuồng. Căn phòng lạ lẫm nhưng dần dần nhận ra đây là phòng của Tổng Giám đốc Khải. Cảm giác kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm cô khi nhận ra mình đang khỏa thân nằm bên cạnh Khải. Và quần áo của cô hiện đang nằm rải rác ở khắp phòng. Những mảnh ký ức mờ nhạt của đêm trước hiện lên và cô nhớ lờ mờ việc Khải đã cởi quần áo cô ra. Trong lúc hoảng loạn, Mai cố gắng xác định xem điều gì đã thực sự xảy ra. Cô tự kiểm tra cơ thể mình, nhận thấy không có dấu vết rõ ràng của việc bị xâm hại, nhưng cô cũng nhớ ra mình đang có kinh nguyệt. Dù vậy, Mai vẫn không thể xua tan nỗi lo sợ rằng điều tồi tệ đã xảy ra. Mai lập tức ngồi dậy, tìm cách mặc lại quần áo một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất có thể. Cô cảm thấy kinh hãi và bất lực, bản thân không biết phải làm gì tiếp theo. Trong đầu Mai, những suy nghĩ hỗn loạn và mâu thuẫn dồn dập. Cô quyết định phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Khi quay lại phòng mình, Mai khóa chặt cửa lại và ngồi xuống, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Cô biết rằng mình phải đối diện với Khải để làm rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mai cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng cô cũng hiểu rằng không thể làm gì khi không có bằng chứng cụ thể. Vào sáng hôm sau khi đã trấn tĩnh được phần nào, Mai quyết định đến phòng Khải để hỏi cho rõ. Cô đã gõ cửa phòng anh ta với tâm trạng lo lắng. Khải lúc này mở cửa, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không hề bất ngờ khi thấy Mai. Anh Khải, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua? Mai cố gắng giữ bình tĩnh,
nhưng giọng cô vẫn run rẩy. Khải nhìn Mai một lúc rồi đáp, em say quá, thẻ phòng của em không mở được, nên anh mới đưa em về phòng mình để em nghỉ tạm. Mai cảm thấy có gì đó không ổn trong câu trả lời của Khải. Nhưng tại sao em lại không mặc quần áo khi tỉnh dậy? Khải thở dài, cố gắng giải thích, em nôn ra ống quần của mình, nên anh phải giúp em cởi ra để không bị bẩn. Nhưng anh không làm gì khác đâu Mai, em có thể yên tâm. Dù nghe câu trả lời của Khải, nhưng Mai vẫn không thể yên lòng. Cô cảm thấy mơ hồ và không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Em không nhớ gì cả, Khải. Em chỉ biết là em tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân và điều đó khiến cho em cảm thấy rất lo lắng. Khải nhìn thẳng vào mắt Mai, giọng nghiêm túc. Anh hiểu, nhưng thật sự anh không làm gì sai cả. Em đã rất say và cần được chăm sóc. Nếu em không tin, anh sẽ sẵn lòng đi cùng em kiểm tra lại mọi chuyện. Mai cảm thấy bối rối, không biết phải tin vào điều gì. Cô cảm thấy cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định làm bất cứ điều gì. Mai buộc phải quay về phòng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô không dám chắc chắn về việc gọi cảnh sát, vì sợ rằng bản thân không có đủ bằng chứng và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Trong tuần tiếp theo, Mai đã cố gắng tiếp tục công việc như bình thường, nhưng luôn canh cánh trong lòng chuyện đêm hôm đó. Mỗi khi nghĩ về Khải và những gì đã xảy ra, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi và bất an không thể tả. Dù cô đã cố gắng tập trung vào công việc, nhưng những hình ảnh và cảm giác mờ nhạt từ đêm hôm đó cứ quay cuồng trong đầu của cô. Mai không chỉ lo lắng về sự thật đằng sau những gì đã xảy ra, mà còn lo lắng về tương lai của mình tại công ty. Cô biết rằng nếu sự việc này bị lộ ra ngoài, thì danh tiếng và sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, cô cũng lo lắng cho gia đình, đặc biệt là chồng và con của mình. Mai không muốn họ phải chịu áp lực từ xã hội và công ty nếu như chuyện này được công khai. Vào ngày 27 tháng 9, Mai đã quyết định gọi điện cho chồng. Trong cuộc gọi, cô nói rằng mình cảm thấy hơi khó chịu và hổ thẹn. Dù không dám lên tiếng về nghi vấn bị hiếp dâm, nhưng cô cảm thấy cần phải chia sẻ một phần nỗi lo của mình với người cô cảm thấy thân thiết nhất. Chồng cô, tuy rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi và khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh không hỏi thêm nhiều vì tôn trọng sự riêng tư của Mai, nhưng cô biết anh rất quan tâm và lo lắng. Sau cuộc gọi thì Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nỗi lo vẫn không hề tan biến. Cô quyết định sẽ tự mình điều tra thêm về những gì đã xảy ra. Vào ngày 3 tháng 10, Mai đã đến khách sạn nơi xảy ra sự việc và yêu cầu trích xuất camera giám sát. Cô cảm thấy lo lắng khi nhìn vào màn hình vì không biết bản thân sẽ nhìn thấy gì. Nhân viên lễ tân khách sạn, người đã quen biết Mai từ trước, đã đồng ý giúp đỡ cô. Họ cùng xem lại các đoạn video từ đêm hôm đó. Mai chăm chú theo dõi từng khung hình, từng giây phút, hy vọng tìm ra manh mối gì đó. Khi nhìn thấy Khải đang ôm cô trong tình trạng bất tỉnh trở về phòng, Mai cảm thấy tim mình đập mạnh. Điều này hoàn toàn không khớp với những gì Khải đã nói. Lúc này thì Mai quyết định sẽ đối chất trực tiếp với Khải. Vào ngày 6 tháng 10, Mai cảm thấy lo lắng và căng thẳng khi bước vào văn phòng của Khải. Cô biết rằng cuộc đối chất này có thể quyết định rất nhiều đến tương lai của cô. Mai mang theo máy ghi âm, hy vọng có thể thu thập thêm bằng chứng từ những lời nói của Khải. Cô không muốn chỉ dựa vào cảm giác và trí nhớ mơ hồ của mình để buộc tội anh ta. Khải ngồi sau bàn làm việc, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh ta lộ rõ sự căng thẳng. Mai ngồi xuống đối diện và bắt đầu cuộc trò chuyện với một giọng bình tĩnh nhưng cương quyết. Anh Khải, tôi cần anh giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Mai nói và cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Khải nhìn Mai một lúc trước khi trả lời. Mai, như tôi đã nói trước đây, em say rượu và không thể mở thẻ phòng. Tôi chỉ đưa em về phòng mình để em nghỉ ngơi an toàn. Nhưng tại sao tôi lại không mặc quần áo khi tỉnh dậy? Mai hỏi, giọng điệu càng thêm quyết liệt. Khải thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Em đã nôn ra ống quần và tôi phải giúp em cởi ra để không bị bẩn. Nhưng tôi không làm gì khác ngoài việc đó, Mai. Mai nhìn thẳng vào mắt Khải, quyết tâm không để anh ta lảng tránh. Anh Khải, tôi không nhớ gì sau khi rời khỏi nhà hàng. Tôi chỉ nhớ một chút rằng anh đã kéo quần áo của tôi. Anh giải thích thế nào về điều đó? Khải im lặng một lúc trước khi trả lời. Mai, tôi không biết tại sao em lại có những ký ức như vậy, nhưng tôi khẳng định tôi không làm gì sai cả.
Em phải hiểu rằng, việc này nếu bị lộ ra sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho công ty. Mai cảm thấy tức giận khi nghe Khải nói về hậu quả cho công ty hơn là lo lắng về sự thật. Cô biết rằng, mình không thể tiếp tục chịu đựng nỗi sợ hãi và lo lắng này mãi mãi. Cô quyết định sẽ phải hành động ngay lập tức. Vào ngày 7 tháng 11, Khải đã bị triệu tập bởi cảnh sát vì nghi ngờ hiếp dâm. Anh ta đã đi đến đồn cảnh sát với một thái độ tự tin, nhưng khi bị thẩm vấn, sự tự tin đó dần biến mất. Khải khai rằng sau khi tiễn khách hàng thì anh ta phát hiện Mai đã say bất tỉnh. Khải đợi đến khi về khách sạn mới giúp cô cởi quần để xử lý chất nôn và phủ nhận mọi cáo buộc cưỡng hiếp. Trong cuộc thẩm vấn, Khải cố gắng giải thích rằng hành động của anh ta chỉ là để giúp Mai trong tình trạng say rượu và bất tỉnh. Anh ta nhấn mạnh rằng mình không có ý định xấu và chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho Mai. Tuy nhiên, cảnh sát không dễ dàng tin vào lời khai của Khải. Họ tiếp tục điều tra và tìm kiếm thêm chứng cứ. Khi xem xét lại từng khung hình video giám sát ở khách sạn, thì điều tra viên phát hiện ra rằng vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23 tháng 9, có một vị khách ở phòng bên cạnh đột nhiên mở cửa. Khi bước tới trước cửa phòng Khải, thì đứng vài phút rồi bất ngờ lấy điện thoại di động ra. Vị khách phòng bên được xác định là Cao, cũng là khách thường trú ở khách sạn. Cao cho biết rằng bản thân vẫn nhớ rõ chuyện kỳ lạ xảy ra vào 1 tháng rưỡi trước. Vào lúc 1 giờ 30 ngày 23 tháng 9, Cao vốn quen thức khuya nên vẫn còn đang nằm chơi điện thoại di động. Bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, có tiếng giường dịch chuyển va vào tường và tiếng kháng cự yếu ớt của phụ nữ. Trong những phút đó, Cao đã quyết định mở cửa phòng mình và bước ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng động càng rõ hơn khi anh tiến gần đến cửa phòng Khải. Anh cố gắng nghe rõ những gì đang diễn ra bên trong và sử dụng điện thoại di động để ghi âm lại. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ Khải. Cô bị xóa khỏi nhóm nhân viên của công ty và bị cắt lương. Mai đã đến bệnh viện 2 lần để điều trị chứng lo âu và trầm cảm. Cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi và áp lực từ nhiều phía. Mai quyết định phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cô liên hệ với một tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị xâm hại tình dục. Tại đây, cô gặp được chị Lan, là một người phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Lan không chỉ lắng nghe câu chuyện của Mai, mà còn cung cấp cho cô những lời khuyên và sự hỗ trợ pháp lý cần thiết. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát để thẩm tra và truy tố. Đây là một bước tiến lớn, nhưng Mai biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Trong khi đó, thì Khải vẫn cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách đệ trình nhiều tài liệu để chứng minh rằng Mai sợ bị sa thải vì năng lực làm việc kém và dùng cách đòi phí bồi thường cao để trả thù. Nhiều đồng nghiệp và sếp cũ chọn đứng ở vị trí đối lập với Mai để bảo vệ danh tiếng của công ty. Họ không tin rằng Khải có thể làm điều như vậy và cho rằng Mai đang tìm cách lợi dụng tình huống để đạt được mục đích cá nhân. Cuộc điều tra tiếp tục với nhiều chi tiết mới được làm rõ. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của nhiều nhân chứng khác, bao gồm cả nhân viên khách sạn và những người đã tham gia buổi tiệc vào tối hôm đó. Một số nhân viên khách sạn cho biết rằng trong khoảng thời gian đó họ đã thấy Khải có biểu hiện kỳ lạ và hành động vội vã khi đưa Mai về phòng. Một nhân viên vệ sinh của khách sạn kể lại rằng vào sáng hôm sau, khi dọn dẹp hành lang tầng trên, cô đã thấy một số vết bẩn kỳ lạ trên thảm ở gần cửa phòng Khải. Cô mô tả rằng đó có thể là vết nôn hoặc một chất lỏng gì đó. Nhân viên này cũng cho biết thêm rằng vào đêm đó, cô có nghe thấy tiếng động từ phòng Khải, nhưng không rõ là gì vì đang làm việc ở khu vực khác của khách sạn. Một trong những chi tiết quan trọng nhất mà cảnh sát tìm ra đó là từ đoạn ghi âm của Cao. Trong đoạn ghi âm, có thể nghe rõ giọng nói của Khải và những tiếng kêu van vô thức của một phụ nữ. Đây là một chứng cứ quan trọng giúp cảnh sát có thêm cơ sở để tiếp tục điều tra và làm rõ những gì đã xảy ra trong phòng Khải vào đêm đó. Khi biết về đoạn ghi âm này, thì Khải bắt đầu thay đổi thái độ. Anh ta đã trở nên căng thẳng hơn và lời khai bắt đầu không đồng nhất. Trong một buổi thẩm vấn, thì Khải thừa nhận rằng bản thân đã có một số hành vi quấy rối, nhưng khẳng định rằng không có chuyện quan hệ tình dục.
Anh ta nói rằng Mai đã tỉnh táo sau khi vào phòng và tự nguyện cởi quần áo của mình. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát đã quyết định khởi tố Khải với cáo buộc hiếp dâm. Mai cảm thấy một phần gánh nặng đã được giải tỏa, nhưng vẫn còn nhiều điều phải đối mặt. Cô biết rằng mình cần phải tiếp tục kiên trì và đấu tranh cho sự công bằng. Trong thời gian chuẩn bị cho phiên tòa, Mai đã làm việc chặt chẽ với luật sư của mình. Họ cùng nhau xem xét từng chi tiết của vụ án, tìm cách phản bác những luận điệu từ phía luật sư của Khải và chuẩn bị cho những câu hỏi mà cô có thể phải đối mặt trong phiên tòa. Vào ngày 26 tháng 2, phiên tòa xét xử Khải đã diễn ra. Công tố viên chỉ ra rằng, bị cáo Khải nói phát hiện ống quần của Mai dính chất nôn từ lúc ở nhà hàng. Nhưng nhân viên nhà hàng xác nhận rằng Mai có đi vệ sinh nhưng không nôn, quần áo vẫn gọn gàng sạch sẽ, thùng rác trong phòng ăn cũng không có chất nôn. Luật sư của Khải cho rằng, đoạn ghi âm này không phải là bằng chứng khách quan trực tiếp vì không ghi được tình huống cụ thể trong phòng, và những gì được ghi lại có thể là giọng nói của người khác. Tuy nhiên, công tố viên đã kiểm tra tạc khách ở cùng tầng khách sạn vào ngày xảy ra vụ việc. Đồng thời, video giám sát cũng xác nhận không có cặp nam nữ nào khác ở chung phòng. Bằng cách đối chiếu thời gian ghi âm, camera giám sát hành lang, họ xác định âm thanh mà Cao ghi lại ngày hôm đó chính là từ căn phòng xảy ra vụ án. Trên tòa, Khải tiếp tục phủ nhận cáo buộc và nói rằng Mai đã tỉnh táo sau khi vào phòng, muốn quyến rũ anh ta vì sợ bị sa thải do hiệu suất công việc không tốt, khi kế hoạch thất bại thì đã vu khống để moi tiền. Công tố viên khẳng định lương của Mai là lương cố định, không liên quan đến hiệu suất công việc. Sau khi sự việc xảy ra, thì Mai vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi kết thúc chuyến công tác. Mặt khác, Mai không có lợi ích gì khi mạo hiểm cả sự nghiệp chỉ để tố cáo sếp của mình. Vào ngày 2 tháng 4, tòa kết án Khải 4 năm tù vì tội hiếp dâm. Mai cảm thấy một phần nhẹ nhõm, nhưng biết rằng bản thân còn nhiều việc phải làm. Công tố viên lưu ý rằng nếu gặp tình huống tương tự, thì nạn nhân nên nhanh chóng thu thập chứng cứ tại hiện trường, cùng với đó là lưu giữ lịch sử trò chuyện với nghi phạm và kịp thời báo cảnh sát. Vụ án của Mai trở thành một bài học quan trọng cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, về việc dũng cảm đứng lên và bảo vệ quyền lợi của mình. Mai tiếp tục công việc của mình, nhưng cô không quên những gì đã trải qua. Cô tham gia vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ những người phụ nữ khác trong tình cảnh tương tự và cố gắng biến trải nghiệm đau đớn của mình thành sức mạnh để giúp đỡ người khác. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.